Hướng dẫn lắp và sử dụng ghế bô và tấm Lucas X12. Bước 1. Lắp bộ phận để chân. Chú ý sử dụng hai vít ngắn nhất. Bước 2. Lắp thanh đỡ giá để bô phía sau. Chú ý hai lỗ hướng về phía trước. Bước 3, cắm giá để bô vào thanh đỡ phía sau, đồng thời cắm giá để bô vào phanh thanh đỡ phía trước và lắp thanh đỡ giá để bô ở phía trước. Phần giá để bô, phần cao ở trên, thấp ở dưới. Bước 4, lắp tựa lưng. Bước 5, đặt bô lên giá để bô và lắp đệm ngồi. Ghế bô và tấm Lucas X12 có khung bằng hợp kim nhôm nhẹ và không rỉ nên có thể ngồi tắm. Đệm ngồi bằng mút êm ái, bọc da chống thấm nước. Có bốn bánh xe di chuyển nhẹ nhàng. Bánh xe có chốt hãm giúp ghế đứng yên khi không cần di chuyển. Khi sử dụng bô thì nhấc miếng đệm giữa ra và ngồi lên ghế. Sau khi dùng bô xong thì lật đệm ngồi lên để lấy bô ra, đậy nắp bô và mang đi làm sạch. Đậy lại miếng đệm để sử dụng như một ghế ngồi hoặc ghế tắm.